Và anh Vinh dồi dào tiếp tục. Một điểm dành cho anh Vinh. Lái là yoga. Nhưng mà lỡ rồi. Vâng, một bàn rất là hay. Hai. Hai điểm. Gì đây? Ba điểm dành cho anh Vinh. Vâng, tiếp theo là yoga. Sư. Rồi, bốn điểm. Đấy, bị này bị đánh cắp nè. 5 điểm rồi. Hay quá anh Vinh ơi. Năm điểm rồi. Úm lấy đi. 6 điểm. À, hay quá anh Vinh ơi. Ơi, tay đâu, tay đâu? Vâng, xin lỗi. Tay vẫn có. 6 điểm. Lại hay. Vâng. Một cái bi rất là khó. Một thế bi rất là khó. Bảy điểm. Trời ơi, hai tay cơ đánh cắp bóng với nhau thì nó phải khác chứ. Rồi bên này thì lòn hay không lòn? Vâng, canh bì rất là chuẩn. 8 điểm. Vâng, điểm thứ 9. Rồi, ok. Đẹp mắt. Bày thì đeo kính vô quýnh cho lại. 9 điểm. 10 điểm rồi anh em ơi. Yo. Thế thì rất là thử thách cho anh Vinh. Hay quá. 1. Hay quá. Hai. Cơ này là cơ máy đây. Trô. Kéo đi. Ba. Rồi một bên rất hay. Lại do. Bốn. Ơi. Do hay không? Do hay không do? Dò tiếp tục là dò anh em ơi. 5 điểm. Điểm thứ 6 anh em ơi. Rồi tiếp tục dò tiếp rồi. Hay quá. 6 nhưng mà dò lỡ anh em ơi. Và kết thúc chuỗi 16 điểm của anh Vinh. Tiếp tục là cơ thủ của Đức. Một điểm đầu tiên. Đâu đang quay video. Hay anh cứ sợ vợ la rồi sợ người yêu thấy. Sợ phát video trực tiếp anh em ơi. Và một pha kéo rất là hay. 2 điểm. Ê, tiếp tục là mạng trô bi. Ba. Khó quá. Khó quá này mày. Giờ Đức phải xử lý sao? Phần rất hay. Một phần để cơ rất là đẹp. Nhưng mà bi tới đâu? Rồi. Quá dữ. 4. À, bi này thì có thể ghi điểm thứ 5 nhưng mà làm sao để ghi điểm thứ 6?
thì chưa biết được. Cầu thủ Đức đang tính, đang tính làm sao ghi điểm thứ 6 đây. Vâng, một pha băng. À vâng, đúng rồi, điểm thứ 5, điểm thứ 6 anh em ơi. Vâng, rất là hồi hộp. Điểm thứ 6. Vâng, một thế bi dò gà dành cho Đức. Nhưng mà không, dò gà lửa thôi anh em. Vẫn bánh dò gà, vẫn đánh dò gà anh em ạ. Rồi, điểm thứ 7. Liệu anh Đức có ghi được số điểm giống như anh Vinh không ạ? Dư rồi anh Đức ơi. Mấy điểm dành cho anh Đức? Kết thúc bì, anh Đức được mấy điểm? 1. Lại có giò. Hay quá. Quấn sao cũng có giò. 2. Chắc là do số đỏ. Lại có giò. 3. À nè, rất là kịch tính, dẫn nhau rất là sâu. Qua luôn, đúng rồi, mấy ký nữa mới đeo. 4. Tiếp tục, lại là do. 5. Trời. Bi này ganh hơn bi giữa. 6 anh em ạ. Vâng, 6 điểm. Điểm thứ 7 thì sao ạ? Kéo vô luôn. 7. Tiếp tục. 8. Tiếp tục. Điểm thứ 9 anh em. Điểm thứ 9. Liệu có điểm thứ 10 không? Chưa. Mới 8 thôi. Điểm thứ 9 là trống rồi, nhưng mà điểm thứ 10 là sao? Điểm thứ 9. Về đâu? Quá đẹp. Lên lo anh em ơi, 10 điểm dành cho anh Vinh. Lên bia. Hay quá. Anh nào đứng cái này. Quá. Tốt. À vâng hả? Hai. Trời ơi, mấy ký à. Ký không? Ký mà ngắn mấy ký được. À, cô Lê hả? Ba. 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 Bốn anh em. Hay quá. Em. Hay quá. Lại vô gà anh em ạ. Điểm đi sâu. Rồi, hay quá. Ây da. Đẹp quá. Thứ 7 anh em ạ. Vậy là chưa biết anh đi gom đâu. Thôi em còn không biết nữa. Điểm thứ 8 anh em ạ. Vâng, điểm thứ 9. Ui, chưa, một tiếng nữa. Vâng, điểm thứ 9. Đó, đây là điểm thứ 10 anh em. Làm gì đây?
làm gì đây? Thấy vi như thế này thì làm gì đây ạ? Thì thôi mình liệu có ghi được không ạ? Hả? Yến ơi! Điểm đầu tiên có ghi được không ạ? Với cơ thủ lão luyện của anh Vinh thì làm sao làm khó được? Làm sao làm khó được? Làm sao làm khó được? Rất là hay. Điểm đầu tiên ạ. Vâng, điểm thứ hai. Hừng phấn hùng hục luôn. Làm sao đây? Điểm thứ ba. Ok, rất là hay. Tránh về thi. Để dò. Điểm thứ tư anh em ạ. Lái lên vô. Điểm thứ năm anh em ạ. Hay quá. Tiếp tục đi. Điểm thứ sáu là có rồi. Điểm thứ sáu anh em ạ. Hay quá. Anh Vinh rất lái là gì đây? Wow. Điểm thứ bảy anh em ạ. Lại là do. Điểm thứ tám anh em ạ. Điểm thứ chín anh em ạ. Lại uống nữa rồi. Stop. Rồi điểm thứ mười. Lại là một hút nữa anh em ạ. Chị ơi giờ sai rồi. 10 điểm à. Điều này ạ. Một cái mày đó là ở đây gãy rồi. Những cầu thủ láo liền gặp nhau, nhưng mà chỉ cần một anh rách là sẽ thua. Ba điểm đầu tiên nhận cho anh Vinh. Đầu tiên thì không có điểm thứ hai ạ. À, lộn, sẽ có điểm thứ hai anh em ạ. Ba nói gì thì ba không có dò anh em. Người ta nói thường là đổi gì là để dò, nhưng mà không có dò nhúng á. Rất là hay. Ba điểm.